Quý vị và các bạn, xin chào quý vị và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Long, hiện em đang phụ trách bán hàng tại showroom Manica có địa chỉ 112 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay em xin giới thiệu với quý vị và các bạn những mẫu xe và giá, và những mẫu xe mà hiện bên showroom em đang có. Showroom em có hiện rất nhiều mẫu xe, đặc biệt như đứng cạnh em đây là con CRV đời 2008 có giá là 385 triệu, đang có giá chào bán là 385 triệu, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, mọi thứ nội thất nguyên zin, keo chỉ có một phần máy móc nguyên zin. Đứng thứ hai là con cạnh em đây là con Terra, Nissan Terra 2.5 hai cầu, có giá bán là 870 triệu. Còn đây là một em Tucson 2018 biển tỉnh, có giá bán là 765 triệu, đời 2018, Odo 5 vạn. Còn đây mới hơn nữa là em Elantra 2019, có giá bán là 585 triệu, bản 1.6 full. Đời 2019. Còn đây là Yaris. Con Yaris này thì có giá là 535 triệu, đời 2017, màu trắng, chạy 3 vạn 8 lốp theo xe cả dàn, máy nội thất máy móc mới tinh, nguyên đét, mới đét như xe như mới. Còn đây là Outlander bản 2.4 hai cầu, bản cao cấp nhất của dòng Outlander đời 2018. Odo con này là hơn 4 vạn. Có giá bán là 790 triệu. Còn đây là một em Everest máy xăng, chạy 11 vạn đời 2008, màu phấn hồng, có giá chào bán là 270 triệu. Ở trong này thì nhà em đang có Fortuner model 2013, sản xuất năm 2012, chạy 8 vạn, màu bạc, có giá bán là 480 triệu. Còn đây là RAV4, một xe thần thánh siêu bền của Toyota, mang thương hiệu Toyota, đời 2007, chạy 7 vạn, còn giá bán là 370 triệu. Còn đây là một em Captiva giá rất là bình dân, 7 chỗ, súp gầm cao, số sàn, có giá bán là 2008, có giá bán là Odo 7 vạn, có giá bán là 220 triệu. Một em súp gầm cao rất là hợp lý cho anh em lựa chọn. Còn đây là một em CRV cũng 2012, chạy 8 vạn, có giá đang chào bán là 485 triệu. Đấy, một em nữa là một em đến từ nhập khẩu châu Âu Pháp, Peugeot 2008. Con này đời 2015, có giá bán là 465 triệu. Đời 2015, màu xanh Kavansai, cực đẹp, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, có chức năng tự động lùi chuồng. Bên cạnh em đây là con này, là con Terna. Terna này giá cũng hợp lý, tầm tiền bình dân, xe phân khúc hạng D, đời 2009, giá bán là 350 triệu, mới nguyên. Đây nữa là một em số sàn, i10 số sàn. Em i10 số sàn này có giá bán là 300 triệu đời 2018. Trên nữa là một em Optima đời 2014, Kia Optimus bản 2.0 đăng ký 2012, có giá chào bán là 460 triệu. Cạnh em đây thì là một em Camry Mỹ 2009 nhập Mỹ bản LE, chắc chắn nhập nguyên chiếc, có cả cửa sổ trời. Con này có giá bán là 545 triệu. Bên trong em nữa là con City 2019 bản CVT biển tỉnh, con này giá cực hợp lý, và Odo chạy cũng hơn 3 vạn. Con này Odo chạy 2 vạn rưỡi, có giá bán là 460 triệu. Đây là một em CRV, CRV 2018 bản L, chạy 5 vạn, Odo xịn. Con em đang được chào bán là 915 triệu. Ở đây một em i10 hatchback
bản hatchback số sàn. Số sàn. I10 số sàn bản hatchback đời 2018, odor 6 vạn, bạc biển thành phố, có giá bán 300 triệu. Còn đây là một em CX5. CX5 màu đỏ bản Dulux 2020. 2020 có giá bán là 795 triệu. Em này odor là hơn 3 vạn. Hơn 3 vạn một tí. Bên cạnh em đây là BMW 320 đời 2018, model 2019. Xe này đang được bên em chào bán là 1 tỷ 180 triệu. Biển Hà Nội. Còn đây nữa là một Outlander bản CVT 2019. 2019 màu đỏ. Có giá bán 700 triệu. Biển Hà Nội. Còn đây lại là một em Rafale nữa. Con này em này thì cũng 2007, nhưng mà em này được cái là bản nhập Mỹ 3.5. Bản xuất Mỹ có cửa sổ trời. Đấy. Rất là đẹp, cứng cáp. Đấy, bản 3.5 hai cầu. Con này bên em có giá bán là 380 triệu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của em.